버사이 어. 댐비 형 짱파나. Đi. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Củ Kỳ TV. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của Luông Pha Băng. Đó là Nong Khiêu. Là một cái trấn rất là đẹp nhá. Cái trấn này họ đã khai thác du lịch. Nhiều người nước ngoài, Tây và Thái Lan đến rất là nhiều. Cho nên là hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi để khám phá nhá. Mình vừa đến Nong Khiêu nhé. Đây là một cái trấn rất là đẹp đây. Nong Khiêu nhé các bạn. Thuộc tỉnh Luông Pha Băng. Đây là địa điểm, cũng là một cái địa điểm du lịch của Lào ấy. Rất đẹp. Vừa mới đến đây. Xem cái bản đồ du lịch của Lào đây. Có chèo thuyền này. View point kìa. Leo núi kìa. Rất nhiều địa điểm du lịch. Tí nữa mình sẽ đi khám phá nhá. Luông Pha Băng Tham Lét. Rồi, bây giờ đang buổi trưa này, đi vào kiếm cơm để ăn. Đi vào ăn cơm đã. Ở đây cũng rất nhiều Tây kìa. Tây người ta đi du lịch này. Lào quay. Đây, những người Tây người ta đi du lịch đây. Ở đây cũng là một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của tỉnh Luông Pha Băng nhé các bạn. Đây là những cái resort đây này. Quét hầu resort ăn. Gà Lào ấy. Gà Lào ấy. Cái làm sao à? Cái gì? Nấu thế à? Ừ, nấu ô. Cà phê đấy. Ừ, cà phê. Ai hòn thế. Thế gì lá? Thế gì lá? Bao bao bao. Chạy. Ê, bò xay. Ai à? Bò xay này. Bò xay này. Ôi, sao lè. Sao lè á? Ồ, ok. Sao lè. Mẹ nào bò. Ừ, anh trước. Đi qua nhắn ấy. À, qua nhắn ấy. Park home. Park home. Hả? Từ sáng sai. À. Bố sư, chứ cái chung mà. Chung à. À, chung được không à? Park home. Ừ. Chỉ chơi park home á? Park home. Hả? Hả? Cái đấy. Đây nè. Nó chỉ là thôi. Ok. Không ăn á? Không. Ồ. Ok. Nè, chứ cái gì cái hoa? พักฮอมบ่ใส่นะบ่ใส่อ๋อเข้ามาล่ะว่าบ่มื้อค่อยบ่เอาพักฮอมว่าเสร็จแล้วเฮาก็บ่ใส่เฮาเลยบ่กินบ่มักได๋คนเฮานี่มักต่างกันได้โอเคอ๋อขอบใจเออโอเคขอบใจใจครับเพชรครับเพชรกับเพียดอ่ะเดี๋ยวซื้อซื้อซื้อถ้าบ่เข้าเจ้าคันไอ้ปรุงเครื่องละปรุงนี่ก็แม่นหมด bây giờ vào đây nghỉ nhá. Chỗ này đây, nhà nghỉ đây. Ở đây cũng không phải là đắt lắm đâu. Đây mình nghỉ ở đây có 100 kip một phòng 2 giường. Có cái cầu thang gỗ rồi. Đây rất đẹp, view đẹp, trung tâm luôn. Cái này
Chị đi, đi đi mi bao? Mi. Bao. Tiền điều. Ờ tiền điều. Tiền điều thao đấy. Khứ gần. Hả? Khứ gần. Khứ gần không. Tiền điều là mi. Hôm trẻ này bố mẹ. Con nào lẹo. Tiền điều chắc phan à? Sen lưng. Sen lưng. Ồ, sen lưng. Tiền tiền khu tiền tiền khu song lưng. Ừ, tiền khu cả sen. À, sen lưng. À. Ờ nó thả bước lưng. Rồi, ok, bây giờ đã kiếm được phòng. Phòng rất là rẻ nhá các bạn. Phòng đây có 100 kíp thôi. Đây này, view đây. Đây ra cái cầu cầu này gọi là cầu gì đây? Cầu này điểm view cũng rất là đẹp này. Sông ở dưới này nhá. Con sông này là người ta khai thác du lịch. Khai thác du lịch trên sông này là có những cái thuyền du thuyền trên sông, chạy trên sông này. Nhưng mà bây giờ rất là đang rất là nắng. Đang rất là nắng nên khả năng chiều hoặc sáng. Chiều sẽ đi thuyền và sáng leo núi. Yeah, trên đỉnh trên kia là đây, xa đây, trên đỉnh như này này. Cái điểm view rất là cao này. Đó. Điểm view à. Chiều mình sẽ leo trên đấy nhá. Đây, view toàn cảnh cái nhà nghỉ cho các bạn cùng xem cùng khám phá nhá. Nếu mà có dịp mà đến đất nước Lào thì các bạn sẽ đến cái khu vực Long Khiêu của tỉnh Luông Pha Băng khám phá những địa danh du lịch, địa điểm du lịch rất là nổi tiếng. Ở đây cũng rất là nhiều Tây. Rồi, ok, chiều mình sẽ khám phá trên kia và dưới sông. Và ngày mai là buổi sáng có thể là leo cái núi này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái đỉnh núi rất là cao đây này. Nếu mà hên ấy thì sẽ gặp cái cảnh mây tụ ở bên dưới này rất là đẹp luôn. Đấy. Lịch trình của mình là như thế nhá. Hiện tại mình đang trung tâm Long Khiêu, rất đẹp. Rồi, bây giờ đi leo núi nhá. Bây giờ là 3:30 chiều. 3:30 chiều, trời vẫn còn đang rất là nắng nhưng mà nhìn xa kia có những cái rừng cây kia chắc là cũng rất là râm thôi. Bây giờ vé tàu thì hết rồi, chắc là chiều mới có cái vé thuyền rồi. Lịch trình đi leo núi, bây giờ mình sẽ đổi lịch trình đi leo núi trước và đi thuyền sau. Đi thuyền rất là ồn ào nhá. Đấy, họ đã đi thuyền rồi nhưng mà chỉ đến nghe nhạc thôi. Sợ mẹ đi. Hả? Sợ lắm. Ôi gì. Kia một điểm leo nữa kìa. Dạ. Rất nhiều điểm leo luôn. Đây một điểm. Kia, đỉnh kia nhớ chưa? Kia một đỉnh nữa kìa. Đây là cái địa điểm bên đầu cầu ấy. Tây người ta ở đây, người ta thuê được xe đạp, người ta đạp đây.
Bây giờ mình đi tìm đường để lên leo núi nhé. À đây, 1,4 km đây. Đường này luôn pha băng. Som Nang Viewport. Welcome to Phanoi Viewport. Đây. Điểm này leo núi. Đây là phải mua vé à? Mua vé à? 20.000 kíp một vé một người nhá. Ok. Đó là hơn chợ. Đây. Đây là cái 20.000 à? Cả cảnh. Sao phân à? Mình là sao phân kíp. Sao phân kíp. Sao phân kíp khuôn đừng. Mình là khuôn đừng. Ok nhá, sau mua vé xong rồi thì xem 20.000 kíp một người. Leo núi, đây không nhỉ? Có phải đường, đúng không? Nào, bắt đầu hành trình. Đường đi rất là thô sơ như này thôi nhá. Đường chỉ bằng đất thôi nhá. Cái này trời mưa chắc là leo là ở cạnh đất luôn. Sớm nắng. Đây là điểm leo núi sớm nắng. Nghe như tên Việt Nam ấy. Xóm nắng. Xóm này là X nhá, đây là sớm nắng. Welcome. Đây rồi. Có cây cối mát đây rồi. Khả năng leo đây cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới lên nơi. Chỗ này cũng là một cái điểm khá cao đấy. Đường lên như này thôi. Đường lên họ làm này đấy. Đường đất thôi. Đây như cũng mới khai thác du lịch rồi chứ chưa phải lâu. Nếu mà khai thác lâu du lịch rồi chắc là họ cũng chú trọng đầu tư. Nhưng mà vẫn còn làm theo cái kiểu thô sơ này. Hay là muốn bảo tồn. Khá là mệt. Đây đúng rừng nguyên sinh, cây to quá. Keep fighting. Đi. Hello, đi học đi. Nghe, cây bò. À, đây không đi hàng đây là. À, đây. Mình sẽ cháu sẽ bị nòn này. Hả? Mình sẽ cháu bị nòn, bố mẹ. Ồ, bị khinh bưng tuần lèn xíu nữa. Đây à? Nhà sàn à? Vậy còn điểm đi không vậy? Đừng bảo lên đây mất 20.000 kíp nhá. Chỉ đến đây nhá. À, chỗ này có cái điểm dừng chân nghỉ ngơi đu võng à? Hay quá nhỉ? Nghỉ chân. Xem nào, vào cái nhà lá em có gì không nào. Úi dồi, còn cao lắm. Nhà này nè. Có cái gì đâu. Túi thui túi mò này. Có cả điểm võng, nằm võng ngủ. Nghỉ trưa đây. Mình lên hơi muộn thôi. Cố gắng lên tiếp. Đây, đi vào những cái hốc này, bao quanh là cây rừng tùm lên, và một bên là vách đá
thẳng đứng. Ui, hạ bằng cao lắm. Đây, họ làm mấy cái điểm nghỉ chân này để cho khách du lịch ngồi nghỉ đây, tại vì đường rất là dốc này. Đó, này rậm rạp này không biết có nhiều rắn rết không. Bên đây hay có một cái điểm điểm view ấy, thấy có cờ Lào mà bay phút tới kia rồi. Đến điểm view đó. Wow, quá đẹp. Vòng qua đây trước. Trời ơi. À, bắt đầu có mây tụ ở kia kìa. Cái đường bên kia rất là cao, khá cao nhá. Đây họ có cả đèn để đốt buổi tối này. Đây chắc không có điện, không có điện nên là họ vẫn còn cái đèn. Cái đèn này ở bên mình gọi là đèn mang sông này. Khá là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy có hùng vĩ không? Đất nước Lào đấy. Úi dồi ôi, đẹp quá. Wow, khả năng tí nữa xuống sẽ gặp cảnh mây phủ hết cả thị trấn kìa. Bắt đầu đến giờ này bắt đầu mây, người ta mây bắt đầu nó đang tụ rồi nhá. Có không khí lạnh nó tụ này. Đây cái đỉnh trên kia kìa, cái đỉnh trên kia là cái đỉnh săn mây kìa, nhưng mà đây chắc săn mây được rồi. Trên kia có những cái điểm săn mây rất là đẹp. Trên kia vẫn còn đỉnh kia kìa, vẫn còn lên cao nữa nhá. Nhưng mà nếu mà nói để mà khung cảnh đẹp nhất thì là ở cái khu vực này thôi, bởi vì là cái tầm nhìn nó vừa phải, chứ còn lên cao quá thì cái tầm nhìn nó xa thì nó cũng không được đẹp lắm. Cả cái khu thị trấn này. Cái này phải một lúc nữa là trời nó xuống đến chân núi kìa bắt đầu mới đẹp. Mây đang tụ kìa, chắc khả năng tí nó xuống là sẽ gặp cảnh biển mây đấy. Người leo đỉnh thì mai không leo nữa đâu. Thế à, mẹo thôi. Cho chúng nghỉ ở nhà anh leo. Thôi rồi, cần chai nước bé quá. Hả? Anh mua một chai đây. Hả? Mua một chai đây. Mua ở đâu? Alo. À. Tiếp không? Đây. Trấn của nó đây. Những mái nhà rất là đẹp. Đến đây zoom này, cũng tuyệt vời này. Đấy. Quá đẹp nhá. Đây là trấn của đây gọi là Nong Khieu. Có cái tên mà nhớ mãi không nhớ được. Du thuyền trên sông đây. Thị trấn này bao quanh là dãy núi rất là cao và đẹp. Đây, đỉnh khá cao ạ. Núi rất đẹp nhé. Bên kia kìa, bên kia có một cái đỉnh để view kìa. Này. Đấy. Rồi, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao nhé. Bây giờ đi lên điểm cao tiếp theo. Đây là điểm đầu tiên. Ở đây cố đợi hoàng hôn xuống này, review cho các bạn cùng
khám phá. Nào có cơ hội đến đây thì khám phá, xem trước video mình để biết những điểm để khám phá. Nên đây có người trông coi quán xá gì đây. À, vẫn xây dựng. Ở đây vẫn còn đang xây dựng. Không có đường lên không? Đây, bán đồ. Lên ở đây. Vòng xuống dưới này đi. Điểm veo phép thứ hai. Trời ơi, hôm nay mệt quá. Veo phép thứ hai nhé. Không biết còn đường lên không. Ô, đi lên hết à. Thấy có một cái nhà trên tích trên đỉnh bên kia mà. Không biết còn lên được không. Không thấy đường lên nữa rồi. Ôi giời, ở đây không phải là xây mà là làm bằng tre nữa đâu. Ôi giời, làm như này thì hơi bị nguy hiểm. Khiếp quá. Ôi giời, làm này nữa có an toàn không nhỉ. Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng mà đông người mà lên đây thì rất nguy hiểm. Ủa, kinh quá. Ây dạ. Ông nào sợ độ cao thì lên đây thì khiếp vía. Chắc chỉ ở dám ở cái điểm bên dưới này. Sao à? Đi về đi. À, ở đây họ ngủ, cho thuê giường chiếu ngủ ở đây. Ngủ đây ngắm sao à? Nói đối. Bây giờ mình đang đi lang thang ở trong phố. Trong phố này rất nhiều những nhà hàng theo phong cách cổ kính. Mình đi trong phố này đi để đi xuống dưới bến tàu xem, hỏi xem là người ta đi tàu, vé tàu ra làm sao. Vừa rồi hỏi ông bà nhà nghỉ ấy là 700.000 kíp, là đi ngày mai mới về cơ. Nên là mình không đồng ý, mình đi xuống dưới bến tàu này mình đi xem là có đi tham quan quanh quanh trên ở đây không. Chứ đi đến ngày mai về thì lỡ hết việc của mình. Nhiều quán phục vụ cho khách Tây. Đây là xuống đường xuống bến tàu đây. Buổi sáng ra thì vẫn thấy vắng vẻ, chưa thấy có ai đi sao. Đi xuống mình hỏi trước.
mai mới về thì làm sao mà đấy được. Đi mệt lắm. Đi 11 rưỡi đến mai mới về. Oh, có đi tàu là 11 rưỡi đi đến sáng mai 9 giờ 10 giờ 9 rưỡi 10 giờ mới về đây. Thì là trên kia có một cái điểm để đi du lịch, nhưng mà mai mình có việc ở đây. Để mai mình quay về thôi. Cho nên là không đi được tàu, rất là tiếc, không đi được cái thuyền này. Đây là một cái thuyền bé bé này này. Dịch vụ trọn gói của nó là 400.000 kíp. Còn thuyền to là 700.000 kíp. Thuyền to kìa, có cái 2 tầng kìa. Đây. Anh em gọi ra cái món rêu lướng này. Rêu lướng cho toàn ớt với hạt ớt đây này. Đây. Vừa mặn vừa cay. Ăn đau hết cả ruột đây. Nhưng mà ăn cũng có cái mùi thơm nữa, chẳng có. Chẳng có gì. Đặc sản Lào đấy. Đây đặc sản Lào. Bạn nào sau có đi sau thì tốt nhất đừng có gọi. Ăn nuốt được đâu. Còn cá thì ăn được. Cá là ngon, cá nướng thì ăn ngon nhưng mà rất là mặn. Vừa mặn vừa cay. Ăn phải gọn nước này, phải gọn nước này. Đặc sản của Lào là đặc sản của Lào là mặn và cay nhá. Đây, cá này ăn rất là thơm, cá này cá suối. Ăn được mỗi cá rồi. Giới thiệu các bạn, đây là bến xe của Nong Khiêu. Đây, có cái xe này thôi. Xe này du lịch, đây là túc túc này. Túc túc này để đưa khách du lịch đi hang động này, rồi đi thác này, leo núi này. Rồi, bây giờ mình đến đây để di chuyển địa điểm khác nhá. Mình kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.